Tại sao gián thường nằm ngửa khi chết? Gián thường nằm ngửa khi chết do sự kết hợp của nhiều yếu tố liên quan đến cấu trúc cơ thể, môi trường và quá trình chết. Dưới đây là một số lý do chính giải thích cho hiện tượng này. 1. Cấu trúc cơ thể, gián có phần bụng rộng và cong xuống, trong khi phần lưng thì phẳng hơn. Khi gián chết, cơ bắp không còn hoạt động để duy trì tư thế đứng bình thường, làm cho cơ thể chúng trở nên mất cân bằng và dễ dàng lật ngửa. 2. Trọng lực và sự phân bố trọng lượng. Trọng lực có xu hướng kéo phần bụng nặng hơn của gián xuống, khiến chúng dễ bị lật ngửa. Một khi gián bắt đầu lật, hình dạng cong của bụng khiến chúng khó có thể tự lật lại. 3. Tác động của thuốc diệt côn trùng. Nhiều loại thuốc diệt côn trùng tác động đến hệ thần kinh của gián, gây co giật và mất kiểm soát cơ thể trước khi chết. Quá trình co giật này có thể khiến gián lật ngửa và không có khả năng trở lại tư thế bình thường trước khi chết. 4. Sức mạnh và sự suy yếu. Khi gián bị bệnh hoặc trúng độc, chúng trở nên yếu và mất kiểm soát cơ thể. Khi không thể duy trì sự cân bằng, chúng dễ bị lật ngửa và không có đủ sức lực để trở lại tư thế tự nhiên. Như vậy, hiện tượng gián nằm ngửa khi chết là kết quả của sự kết hợp giữa cấu trúc cơ thể đặc biệt của chúng và những yếu tố tác động từ môi trường hoặc các chất hóa học.